ai làm được chính việc này buổi sáng ngủ dậy, cả đời không lo bệnh tật. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Thưa quý vị, có những thói quen sau khi thức dậy buổi sáng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần một ngày của bạn. Sau khi thức dậy, nếu làm đủ chính việc này, không chỉ giúp bạn có nguyên một ngày tràn đầy năng lượng và hứng khởi, mà gan tạng cả đời không lo sinh bệnh. 1. Thức dậy chậm rãi, kéo giãn cơ. Sau khi thức dậy, cơ thể đang trong quá trình cơ cứng và tuần hoàn máu chậm. Nếu bạn vận động ngay cơ thể chưa kịp thích nghi, máu lưu thông chậm, không kịp vận chuyển oxy lên não sẽ dễ xảy ra hiện tượng chóng mặt. Điều này đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi, rất dễ gây tai biến tim mạch và mạch máu não. Vì vậy, khi thức dậy, bạn nên thực hiện thật chậm rãi, có thể dùng tay xoa mặt, sau đó xoa bóp thái dương, đầu và cổ, thực hiện một số các bài tập kéo căng cơ để cải thiện sự linh hoạt của cơ thể, thúc đẩy lưu thông máu. 2. Uống nước. Sau khi ngủ dậy, cơ thể chúng ta trải qua một đêm tuần hoàn và trao đổi chất, nên uống một cốc nước kịp thời để bổ sung nước thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, đồng thời có tác dụng thúc đẩy ruột, ngăn ngừa táo bón. Nhưng vào buổi sáng, bạn nên chú ý đánh răng trước khi uống nước để tránh vi khuẩn đường miệng xâm nhập vào cơ thể. Cốc nước ấm vào buổi sáng được rất nhiều người coi là bí mật sắc đẹp. Uống nhiều nước không chỉ giúp cơ thể bài tiết tốt, thanh lọc hiệu quả mà còn giúp giữ độ ẩm da và khôi phục độ đàn hồi da. Một phương thức truyền thống là uống mật ong vào buổi sáng, nước muối loãng trước khi đi ngủ. Cốc nước mật ong sẽ giúp cung cấp nước cho cơ thể, kích thích nhu động ruột cũng là lợi ích lớn cho làn da. Nhưng chú ý là sử dụng nước dưới 50 độ C để pha mật ong. Nước quá nóng sẽ phá hủy một số chất dinh dưỡng. 3. Đi đại tiện vào buổi sáng. Bạn nên hình thành thói quen đi đại tiện vào buổi sáng. Việc làm này giúp bài tiết chất thải ra khỏi cơ thể, giảm gánh nặng cho dạ dày và ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón, đồng thời tránh tình trạng cơ thể hấp thụ lại chất độc nhiều lần. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh. Ngoài ra, thói quen đi đại tiện đều đặn mỗi ngày sau khi thức dậy không những tốt cho sức khỏe, còn có hiệu quả cho việc giảm cân, giảm mỡ. 4. Tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục vào buổi sáng giúp cơ thể ổn định quá trình trao đổi chất từ buổi sáng, và quá trình này không bị cản trở vì bất kỳ lý do gì trong suốt cả ngày. Nhiều chuyên gia sức khỏe đã chỉ ra rằng tập thể dục giúp đầu óc tỉnh táo, nhạy bén, minh mẫn, giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy nhiều calo hơn. 5. Ăn sáng đúng giờ. Ngày nay, nhiều người không ăn sáng nhiều vì nghĩ rằng như vậy là để giữ dáng. Nhưng không ăn sáng kịp thời sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiết mật của cơ thể. Thường xuyên bỏ bữa sáng dễ dẫn đến hình thành sỏi. Bỏ bữa sáng cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể, dẫn đến trao đổi chất thấp hơn, dễ tăng cân. 6. Đánh răng sau khi ăn sáng. Mặc dù bạn đã đánh răng trước khi đi ngủ vào buổi tối, nhưng sau một đêm ngủ dài, vi khuẩn trong miệng phát triển, sinh ra mùi hôi miệng và không tốt cho sức khỏe răng miệng. Bạn nên dành 2 phút để đánh răng buổi sáng. Thói quen phổ biến của nhiều người là đánh răng ngay khi thức dậy. Nhưng theo lời khuyên của chuyên gia, bạn nên đánh răng sau khi ăn sáng khoảng 20 đến 30 phút. Vì như vậy, kem đánh răng sẽ có tác dụng bảo vệ răng miệng và tiêu diệt vi khuẩn có hại trong khoang miệng tốt hơn. 7. Nghe một bản nhạc yêu thích. Mờ nhạc nuôi dưỡng tâm trạng tích cực. Đặc biệt, không mất thêm thời gian cho hoạt động này vì có thể bật nhạc trong khi làm bất cứ việc gì khác. Hãy thử kết hợp những hoạt động kể trên trong ít nhất 30 đến 60 ngày tới. Kiên trì làm thường xuyên, bạn sẽ thấy được những điều tích cực của thói quen này tới tinh thần. Chúng ta thường quan tâm vấn đề thiếu vitamin D ở trẻ nhỏ, song với người lớn thiếu vitamin D cũng gây ra không ít ảnh hưởng đến sức khỏe. 8. Tắm vào buổi sáng. Tắm buổi sáng rất tốt cho việc thúc đẩy tuần hoàn máu, tạo cảm giác sảng khoái, mát mẻ, giúp điều tiết tâm trạng, tinh thần thoải mái chào ngày mới.
Trước khi tắm, chúng ta nên có một vài động tác khởi động cơ thể, hát, thể dục nhịp điệu cho tỉnh ngủ, giúp quá trình tắm lưu thông máu tốt hơn. 9. Mở cửa phòng đón nắng sớm vào nhà. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì mở cửa sổ buổi sớm mai không chỉ đón ánh nắng làm sáng căn phòng mà còn thông gió, và quan trọng còn giúp chúng ta sống khỏe mạnh. Hơn nữa, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng giúp bạn tỉnh táo hơn sau giấc ngủ đêm, điều chỉnh chu kỳ nghỉ ngơi, thức giấc của con người thông qua việc kích thích đồng hồ sinh học. Ánh nắng mặt trời cũng là nguồn vitamin D tự nhiên tốt nhất cho cơ thể, giúp tâm trạng luôn thoải mái, cũng như giúp quá trình sản xuất serotonin, một chất hóa học tự nhiên trong bộ não và cơ thể có chức năng giữ cho tâm trạng được vui vẻ. Do đó, một trong những thói quen buổi sáng là mở cửa sổ nhà bạn ra cho nắng sớm vào nhà, giúp mọi người thức dậy và có tâm trạng tốt, chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả. Thưa quý vị, buổi sáng là thời điểm cơ thể tổng hợp và hấp thu vitamin D tốt nhất. Nhưng nhiều người có thói quen ngủ dậy muộn hoặc hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Không chỉ trẻ nhỏ mà người trưởng thành cũng đối mặt với việc cơ thể bị thiếu hụt vitamin D. Vitamin D rất cần thiết cho xương chắc khỏe vì nó giúp cơ thể sử dụng canxi từ chế độ ăn. Không chỉ thiếu vitamin D mới liên quan đến bệnh còi xương, mà ngày càng nhiều nghiên cứu đang tiết lộ tầm quan trọng của vitamin D trong việc bảo vệ chống lại một loạt vấn đề về sức khỏe. Thiếu vitamin D, khi mức độ vitamin D trong cơ thể quá thấp, có thể khiến cho xương trở nên mỏng, giòn hoặc sai lệch. Vitamin D cũng đóng vai trò trong việc sản xuất insulin và chức năng miễn dịch. Ngày nay, đang bắt đầu có những nghiên cứu mối liên quan của vitamin D đến phòng ngừa bệnh mãn tính và ung thư. Mặc dù lượng vitamin mà người trưởng thành có được từ chế độ ăn nhưng thường ít hơn so với khuyến cáo. Sau đây là một số dấu hiệu tố cáo cơ thể đang bị thiếu hụt lượng vitamin này. 1. Thường xuyên ốm hoặc bị nhiễm bệnh. Một trong những vai trò quan trọng nhất của vitamin D là giữ cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh để có thể chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, dấu hiệu nhận biết thiếu vitamin D phổ biến nhất là tăng nguy cơ mắc bệnh hoặc nhiễm trùng. Vitamin D tương tác trực tiếp với các tế bào chịu trách nhiệm chống nhiễm trùng. Nếu thường xuyên bị bệnh, đặc biệt là bị cảm lạnh hoặc cúm, tức là nồng độ vitamin D thấp sẽ là một trong những yếu tố góp phần gây bệnh. Một số nghiên cứu quan sát lớn đã chỉ ra mối quan hệ giữa thiếu hụt vitamin D và nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, viêm phế quản và viêm phổi. Hai nghiên cứu khác cũng đã chứng minh rằng bổ sung vitamin D liều lên tới 4,000 IU một ngày có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Hoặc một nghiên cứu khác ở những người mắc chứng rối loạn phổi mãn tính, chỉ những người bị thiếu vitamin D nghiêm trọng sẽ cho kết quả tốt sau khi can thiệp sử dụng bổ sung liều cao trong một năm. 2. Mệt mỏi. Cảm thấy mệt mỏi có nhiều nguyên nhân và thiếu vitamin D có thể là một trong số đó. Các nghiên cứu trường hợp đã chỉ ra rằng nồng độ vitamin D trong máu thấp có thể gây ra mệt mỏi, ảnh hưởng tiêu cực hoặc nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Trong một nghiên cứu trường hợp, phụ nữ phàn nàn về mệt mỏi và đau đầu kinh niên vào ban ngày. Sau khi kiểm tra phát hiện nồng độ vitamin D trong máu cực kỳ thấp. Và khi bổ sung vitamin D thì nồng độ tăng lên và các triệu chứng của bệnh đã được giải quyết. 3. Đau xương và lưng. Nồng độ vitamin D trong máu thấp có thể là nguyên nhân hoặc yếu tố góp phần gây đau xương và đau thắt lưng. Các nghiên cứu quan sát lớn đã tìm thấy mối quan hệ giữa thiếu hụt vitamin D và bệnh đau lưng mãn tính. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng chứng minh được ở những người thiếu hụt vitamin D có nhiều khả năng bị đau lưng, bao gồm cả đau lưng nghiêm trọng làm hạn chế các hoạt động ban ngày của họ. Thêm vào đó, trong một nghiên cứu có kiểm soát, những người thiếu vitamin D còn có khả năng đau xương ở chân, xương sườn hoặc khớp gấp đôi so với những người có lượng D trong máu ở giới hạn bình thường. 4. Trầm cảm. Trầm cảm có thể là một dấu hiệu thiếu vitamin D.
Trong nghiên cứu phân tích 65% các nghiên cứu quan sát đã tìm thấy mối quan hệ giữa mức độ vitamin D trong máu với bệnh trầm cảm. Ngoài ra, một số nghiên cứu có kiểm soát khác cũng đã chỉ ra rằng cung cấp vitamin D cho những người bị thiếu hụt có thể giúp cải thiện chứng trầm cảm, bao gồm cả trầm cảm theo mùa. 5. Chữa lành vết thương. Mức độ vitamin D trong máu không đủ có thể dẫn đến chậm lành vết thương sau phẫu thuật, chấn thương hoặc nhiễm trùng. Kết quả nghiên cứu ống nghiệm cho thấy vitamin D tăng sản xuất các hợp chất rất quan trọng để hình thành làn da mới như là một phần của quá trình chữa lành vết thương. Một nghiên cứu trên người đã phẫu thuật nha khoa cho thấy việc chữa lành sẽ bị giới hạn do thiếu vitamin D. Người ta cũng đề xuất rằng vai trò của vitamin D trong việc kiểm soát viêm và chống nhiễm trùng là rất quan trọng để chữa bệnh đúng cách. Hoặc một phân tích khác đã được xem xét ở bệnh nhân đái tháo đường bị nhiễm trùng bàn chân, phát hiện rằng những người bị thiếu vitamin D nghiêm trọng có nhiều khả năng có dấu hiệu viêm cao hơn và có thể gây nguy hiểm cho việc chữa lành vết thương. Hoặc một nghiên cứu khác cho kết quả khi bệnh nhân thiếu vitamin D bị loét chân được điều trị bằng vitamin. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Nhiều người già được chẩn đoán bị mất xương và họ tin rằng cần phải uống nhiều canxi hơn. Tuy nhiên, tình trạng mất xương của họ có thể là do thiếu vitamin D. Mật độ xương thấp là một dấu hiệu cho thấy xương đã mất canxi và khoáng chất khác. Điều này khiến cho người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ có nguy cơ gãy xương cao hơn. Trong một nghiên cứu quan sát lớn ở hơn 1,100 phụ nữ trung niên trong thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan chặt chẽ giữa mức vitamin D thấp và mật độ khoáng xương thấp. 6. Đau cơ. Các nguyên nhân đau cơ thường rất khó xác định. Một số nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng cho thấy thiếu vitamin D có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây đau cơ ở trẻ em và người lớn. Trong một nghiên cứu, 71% người đau mãn tính được tìm thấy bị thiếu vitamin D, bởi vì vitamin D có mặt trong các tế bào thần kinh được gọi là nociceptors sẽ biểu hiện cảm giác đau. Một nghiên cứu khác ở 120 trẻ thiếu vitamin D, dấu hiệu bị đau cơ ngày càng tăng, nhưng khi bổ sung một liều vitamin duy nhất làm giảm điểm đau trung bình khoảng 57%. Khi đã hiểu rõ về vai trò và sự quan trọng của vitamin D với cơ thể, bạn nên chủ động điều chỉnh chế độ ăn và bổ sung đầy đủ vitamin để đảm bảo sức khỏe và hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh. 7. Mất xương. Vitamin D đóng một vai trò quan trọng trong việc hấp thụ canxi và chuyển hóa xương. Nhiều người già được chẩn đoán bị mất xương và họ tin rằng cần phải uống nhiều canxi hơn. Tuy nhiên, tình trạng mất xương của họ có thể là do thiếu vitamin D. Mật độ xương thấp là một dấu hiệu cho thấy xương đã mất canxi và khoáng chất khác. Điều này khiến cho người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ có nguy cơ gãy xương cao hơn. Trong một nghiên cứu quan sát lớn ở hơn 1,100 phụ nữ trung niên trong thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên quan chặt chẽ giữa mức vitamin D thấp và mật độ khoáng xương thấp. Nếu phát hiện cơ thể bị thiếu hụt vitamin D, cách bổ sung tốt nhất là tiếp xúc thông qua ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể bổ sung vitamin D thông qua các loại thực phẩm như một số loại cá, cá mòi, cá hồi, cá ngừ, cá kiếm, dầu gan cá tuyết, ngũ cốc, sữa và các chế phẩm từ sữa, bao gồm sữa tươi, sữa chua, phô mai, tôm, trứng, gan bò. Thưa quý vị, ai cũng đều biết bữa ăn sáng được xem là quan trọng nhất trong ngày. Đặc biệt đối với người bệnh đái tháo đường, bỏ bữa sáng có thể có tác động tiêu cực đến việc kiểm soát lượng đường trong máu suốt cả ngày. Thậm chí, có một số nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường cao hơn. Ở một số bệnh nhân có lượng đường trong máu cao hơn vào buổi sáng vì gan phân hủy lượng đường dự trữ qua đêm. Vào thời điểm này, các tế bào của cơ thể cũng có thể kháng insulin hơn một chút. Lượng đường trong máu cũng có thể tăng sau bữa sáng. Điều này dễ gây ra một dòng luẩn quẩn, đó là lượng đường trong máu cao khiến chúng ta thèm ăn nhiều carbohydrate hơn,
Khi ăn nhiều calo và carbs lại khiến lượng đường trong máu tăng cao. Vì thế, ăn một bữa sáng lành mạnh có thể làm giảm lượng đường trong máu và giúp ngăn ngừa lượng đường tăng đột biến. Ở phần tiếp theo của video hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị thông tin cách xây dựng một bữa sáng lành mạnh cho bệnh nhân đái tháo đường. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Yên, chuyên khoa nội tiết cho biết, người bệnh đái tháo đường cần có kế hoạch cụ thể cho bữa ăn sáng và tránh chọn những thực phẩm làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Một bữa ăn sáng cung cấp khoảng 20-30% trên tổng số dinh dưỡng cả ngày là phù hợp với bệnh nhân đái tháo đường. Bữa ăn sáng tốt nhất là một bữa ăn giàu protein, ít tinh bột, nhiều chất xơ và chất béo lành mạnh. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng bữa sáng phù hợp có thể làm giảm lượng đường trong máu lúc đói và cân nặng. Lý do có thể là do bữa sáng có nhiều protein, chất béo lành mạnh, có ít carbohydrate. Protein và chất béo giúp chúng ta no lâu, từ đó dẫn đến ăn ít calo hơn trong ngày. Ăn bữa sáng ít carbohydrate cũng sẽ giảm thiểu phản ứng gluco và giúp giữ lượng đường trong máu cân bằng suốt cả ngày. Thực phẩm giàu chất xơ cũng giúp làm chậm phản ứng gluco sau bữa ăn và cân bằng lượng đường trong máu. Các thực phẩm phù hợp với bữa sáng của người bệnh đái tháo đường nên tập trung chủ yếu vào protein nạc, trứng, cá, đậu hoặc các loại hạt. Chất béo lành mạnh, dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt. Chất xơ, các loại yến mạch không đường, bánh mì nguyên hạt và bánh làm từ lúa mì nguyên hạt hoặc cám lúa mì, gạo lứt. Các loại rau không chứa tinh bột như cà chua, hành tây, các loại rau có lá màu xanh đậm. Thực phẩm cần hạn chế để tránh tăng đột biến đường trong máu. Tránh carbohydrate đã qua chế biến, không phải tất cả các loại carbs đều giống nhau về chất lượng. Carbs là nguồn cung cấp năng lượng nhanh chóng nhưng đối với những người mắc bệnh đái tháo đường, ăn sai cách có thể khiến lượng đường trong máu tăng vọt. Người bệnh đái tháo đường cần tránh các loại carbs đã qua chế biến như bánh mì trắng, bánh mì tròn, bánh ngọt, ngũ cốc có đường. Những thứ này không chỉ ít dinh dưỡng hơn ngũ cốc nguyên hạt mà còn có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Thức uống chứa đường, cần tránh các loại thức uống chứa nhiều đường như nước ngọt, nước ép trái cây nhiều đường, cà phê hoặc trà thêm đường. Nên sử dụng sữa thực vật như sữa hạnh nhân không đường có ít carbohydrate hơn sữa bò và vẫn có hương vị tuyệt vời khi ăn cùng ngũ cốc. Sữa chua có đường, nên tránh tất cả các loại sữa chua có đường. Đặc biệt là các sản phẩm bán sẵn trên thị trường thường thêm nhiều đường, chất làm ngọt nhân tạo, chất tạo màu và hương vị. Nên sử dụng sữa chua Hy Lạp nguyên chất, ít béo để tăng cường protein. Mặc dù tất cả các sản phẩm sữa đều giàu protein nhưng cách làm sữa chua Hy Lạp khiến cho nó có hàm lượng protein đặc biệt cao với 17-24g protein mỗi cốc. Trái cây sấy khô, thêm một ít trái cây trong bữa sáng cũng là cách tăng hương vị, cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe người bệnh đái tháo đường. Nên chọn loại trái cây tươi, ít ngọt như thanh long, táo, dâu tây, diệt quất, mâm xôi, bưởi, ổi. Hạn chế sử dụng trái cây sấy khô vì tỷ lệ đường cao, hạn chế uống nước ép vì dễ làm tăng đường huyết sau khi uống. Thưa quý vị, ở phần cuối của video hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị một số món ăn được chế biến phù hợp với thời tiết mùa đông. Có tác dụng bổ phổi, tăng cường sức đề kháng, khỏe tim mạch mà quý vị có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. 1. Táo đỏ. Táo đỏ có mặt phổ biến trong rất nhiều đơn thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, táo đỏ còn thường được sử dụng trong các món ngọt truyền thống và các món hầm bổ dưỡng như gà hầm, chè dưỡng nhang, cháo, súp. Táo đỏ được xem là vị thuốc, được sử dụng trong đông y từ hàng nghìn năm nay. Theo y học cổ truyền, các tài liệu đông y ghi nhận dược liệu táo đỏ có vị ngọt, tính bình có công dụng bổ trung, cường lực, ích khí, trừ phiền muộn, dưỡng tỳ, bình dị khí, giải độc. Theo y học hiện đại, những tác dụng của táo đỏ hầu hết đến từ thành phần dinh dưỡng bên trong. Quả táo đỏ chứa nhiều các hợp chất chống oxy hóa.
Bên cạnh đó, táo đỏ còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và ít calo. 7 công dụng bất ngờ của táo đỏ. Cải thiện giấc ngủ. Táo đỏ có chứa chất saponin giúp giảm căng thẳng lo âu vô cùng hiệu quả, nên thường được dùng để cải thiện giấc ngủ cho những người mất ngủ kinh niên và cải thiện chức năng não. Táo đỏ cũng giúp trí nhớ tốt hơn, bảo vệ các tế bào não không bị tổn thương bởi các hợp chất phá hủy thần kinh khác. Tốt cho tim mạch. Táo đỏ chứa kali và rất ít natri nên có thể thư giãn mạch máu và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Polyphenol và chất xơ có trong thành phần dưỡng chất táo đỏ làm tăng cholesterol, còn có thể hạ huyết áp, giảm các mảng bám và dạng viêm ở các thành mạch. Sức khỏe tim mạch sẽ ổn hơn nếu sử dụng 2-3 quả mỗi ngày. Tăng cường miễn dịch. Phenolics là chất có khả năng làm tăng hoạt động chống oxy hóa. Thành phần này có trong táo đỏ giúp chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn được sự phát triển của mầm bệnh ung thư vú, ung thư ruột kết và kể cả tình trạng lão hóa da. Hỗ trợ giảm cân. Trước khi vào bữa ăn 15 phút, nếu sử dụng một quả táo đỏ sẽ giúp giảm calo, làm sạch đường tiêu hóa, từ đó giúp hỗ trợ giảm cân rất hiệu quả. Hàm lượng chất xơ cao trong loại quả này cũng giúp chuyển hóa đường và cholesterol trong thực phẩm hiệu quả hơn. Cải thiện hệ tiêu hóa. Có 50% lượng carbon hydrate trong trái cây, điển hình là táo đỏ, đến từ chất xơ, góp phần tăng cường hiệu quả tiêu hóa, giúp làm mềm tốc độ di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Do đó, nó làm giảm đáng kể các tổn thương cho dạ dày và đường ruột, góp phần phát triển vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa. Giúp xương chắc khỏe hơn. Táo đỏ tuy nhỏ nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng, điển hình là canxi và phốt pho, nên góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể xương. Nhờ vậy, sử dụng loại quả này thường xuyên giúp giảm nguy cơ loãng xương khi về già. Đẹp da và chắc khỏe tóc. Do táo đỏ có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa nên sử dụng loại quả này thường xuyên rất hữu ích cho người có các vấn đề về da như trị mụn trứng cá, nếp nhăn, trẹo, vết thâm. Đồng thời, nó cũng giúp làm giảm ngứa do bệnh chàm, ức chế và kìm hãm đi sự phát triển của khối u ác tính, điển hình là các tế bào gây ung thư da. Theo các chuyên gia, bạn không uống quá nhiều táo đỏ một ngày bởi sẽ dẫn đến chứng đầy hơi, chướng khí. Để bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng, một ngày chỉ nên sử dụng 5-6 quả nhỏ nhỏ hoặc 2-3 quả to. Do táo đỏ chứa hàm lượng đường và các chất rất cao, ăn nhiều cơ thể không hấp thụ được hết sẽ lãng phí. Hơn nữa, lạm dụng táo đỏ sẽ gây hại sức khỏe của bạn. Mùa đông nếu ăn táo đỏ theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ, nhất là với người mắc bệnh tim mạch và bệnh xương khớp. Sau đây là 5 món ăn bài thuốc giàu dinh dưỡng từ táo đỏ. Trà táo đỏ hoa cúc. Hoa cúc được biết đến như một loại thảo mộc có khả năng thanh nhiệt, giải độc, giảm căng thẳng và thư giãn đầu óc. Khi kết hợp với táo đỏ, trà táo đỏ hoa cúc tác dụng giải nhiệt, bổ khí huyết, rất tốt cho sức khỏe. Nó còn giúp cho đầu óc tỉnh táo, mắt sáng. Đối với những người làm việc văn phòng thường xuyên tiếp xúc với máy tính, mắt thì gặp phải triệu chứng bị khô, thường xuyên sử dụng trà táo đỏ hoa cúc sẽ có tác dụng rất tốt, xua tan triệu chứng khô mắt. Trà táo đỏ mật ong. Từ xưa đến nay, mật ong luôn được xem như vị thuốc quý thiên nhiên ban tặng. Nhiều người còn chọn mật ong như một gia vị tạo ngọt thay cho các loại đường vì sự lành tính và chứa nhiều chất chống oxy hóa. Mật ong khi kết hợp với trà táo đỏ mang đến cho bạn một thức uống bổ dưỡng, có vị ngọt dịu tự nhiên của mật ong và vị thanh mát của táo đỏ. Với chị em phụ nữ, thức uống này giúp cải thiện khí huyết và giúp da dẻ hồng hào, tươi trẻ hơn. Cơm nếp hấp nhân sâm, táo đỏ. Táo đỏ 20g, nhân sâm 6g cùng với gạo nếp 80g. Thực hiện hãm nhân sâm và táo đỏ trong nước sôi khoảng 30 phút, gạn lấy nước nấu cơm. Khi cơm chín, đơm lên đĩa, đặt nhân sâm và đại táo lên bên trên. Món ăn này thường được dùng với những người khí hư, cơ thể suy nhược, ăn kém chậm tiêu. Cháo táo đỏ.
táo đỏ 7 quả và gạo nếp 60 gram. Cắt lát hoặc xé nhỏ táo đỏ, nấu lấy nước, bỏ bã. Gạo nếp do sạch cho vào nấu cháo, cháo chín, cho nước táo đỏ vào khuấy đều và đun sôi là được. Món ăn này có tác dụng tốt cho người bệnh trúng phong, bại liệt hoặc động kinh co giật. Gà hầm táo đỏ, nấm hương. Táo đỏ 20 gram, nấm hương 20 gram, một con gà nhỏ và ít tinh bột. Thịt gà làm sạch chặt thành từng miếng, táo đỏ bỏ hạt, nấm hương ngâm mềm. Cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị cho vào nồi, thêm gia vị, giấm, tương, muối, đường, bột ngọt, hành lá, rượu, tinh bột ướp, đảo đều, chưng cách thủy trong khoảng 15 phút. Món này thích hợp với những người thiếu máu, ăn kém và chậm tiêu hóa. Tuy nhiên quý vị lưu ý, những trường hợp sau thì không nên dùng táo đỏ. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, theo y học cổ truyền, táo tàu có tính ấm, gây nóng trong cơ thể, có thể làm tăng lượng máu ra ngoài ở phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, gây ra hiện tượng chảy máu nhiều hơn, tăng nguy cơ bị đau bụng kinh. Người bệnh tiểu đường, táo tàu khô có hàm lượng đường cao, khi ăn quá nhiều có thể gây tăng đường huyết và gây hại cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường. Người vừa bị cảm, táo tàu khô có tính ấm, gây nóng trong cơ thể, có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, làm cho triệu chứng cảm lạnh trở nên nặng hơn. Người bị nóng trong, theo y học cổ truyền, táo tàu có tính ấm, gây nóng trong cơ thể, khi sử dụng quá nhiều sẽ làm tăng lượng hơi nóng trong cơ thể, gây ra hiện tượng sôi máu, mất ngủ, đau đầu, khó chịu. Do đó, những người có thể chất hơi nóng, nhất là vào mùa hè nên hạn chế sử dụng táo tàu khô để tránh gây hại cho sức khỏe. 2. Củ sen. Người Trung Quốc xưa có câu, ăn củ sen vào mùa đông tốt hơn ăn thịt. Nghĩa là dinh dưỡng từ loại củ này rất dồi dào, không thua kém thịt. Hơn nữa lại còn dễ tiêu hóa, vì thế ăn nhiều củ sen tốt hơn so với việc ăn thịt rất nhiều. Củ sen vốn được mệnh danh là nhân sâm của người nghèo. Theo Đông y, củ sen có vị ngọt, tính hàn, tác dụng dưỡng âm sinh tân, nhuận phổi, ngưng ho, bổ tỳ ích khí, tiêu thủng, cầm máu, giải độc. Vào mùa đông, món ăn này càng phát huy tốt công dụng của nó khi trở thành nguyên liệu của nhiều món hầm, canh tẩm bổ. Đặc biệt, củ sen có tác dụng rất tốt đối với phụ nữ, nhất là trong việc chăm sóc làn da và thanh nhiệt, mát máu. Phụ nữ ăn củ sen sẽ nhận được những lợi ích gì cho cơ thể? Làn da mịn màng, sáng bóng. Củ sen không chỉ giàu vitamin C, canxi, sắt mà còn có polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, trì hoãn lão hóa và làm cho làn da của chị em mịn màng, sáng bóng hơn. Thanh nhiệt, mát máu. Củ sen tính hàn, có tác dụng mát máu, thanh nhiệt, làm giảm các triệu chứng nóng trong. Người bị sốt, khát, ho ra máu nên ăn nhiều. Có lợi cho máu và thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng củ sen có tác dụng bồi bổ cơ thể, dưỡng tâm, bổ khí. Vì củ sen rất giàu sắt, canxi, protein và vitamin, nên có thể bổ sung khí huyết và tăng cường khả năng miễn dịch. Cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ăn củ sen có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, vì củ sen có tác dụng an thần. Ăn một ít củ sen vào bữa tối có thể giúp bạn đi vào giấc ngủ sâu nhanh hơn. Giảm cân lành mạnh. Củ sen chứa một lượng lớn chất xơ, có thể tăng cường hiệu quả nhu động của đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình đào thải độc tố trong cơ thể, từ đó đạt được hiệu quả giảm cân, cầm máu. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng củ sen có thể giúp cầm máu mà không gây ứ máu, vì nó chứa một lượng lớn axit tannic làm co mạch máu. Nó cũng chứa vitamin K, có thể ngăn ngừa chảy máu, hạ đường huyết và mỡ máu. Củ sen giàu chất xơ nhưng không chứa nhiều calo, có thể giúp hạ đường huyết và cholesterol trong máu, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, bệnh trĩ. Vào mùa đông, củ sen càng phát huy tốt công dụng của nó khi trở thành nguyên liệu của nhiều món hầm, canh tẩm bổ. Ăn củ sen vào mùa đông tốt hơn thịt, bổ hơn sâm.
Tuy nhiên cần tránh ăn theo bốn cách này vì dễ hại thân. Người tỳ dị yếu, lạnh bụng vẫn ăn củ sen. Củ sen sống có tính mát. Đối với người tỳ dị kém, bị tiêu chảy, ăn củ sen sống hoặc củ sen lạnh sẽ khó tiêu hóa, khiến triệu chứng lạnh bụng nặng thêm. Ăn củ sen sống, vì môi trường sống của củ sen là bùn đất nên vi khuẩn, các loại giun sán có thể tồn tại trong củ sen sống. Nếu bạn vô tình nhiễm phải chúng khi ăn sẽ gây tổn thương niêm mạc ruột, đau bụng, khó tiêu, tiêu chảy, phù mặt. Do đó, cần nấu chín củ sen trước khi ăn. Ăn củ sen và củ cải trắng cùng nhau. Củ sen và củ cải trắng đều là thực phẩm có tính lạnh. Ăn hai thực phẩm này trong một lúc sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng lạnh ở lá lách và dạ dày, dễ gây đau bụng hoặc tiêu chảy. Người bị dạ dày vẫn ăn củ sen. Củ sen nhiều chất xơ. Người bị chứng kích thích đại tràng, chướng bụng và viêm loét đại tràng nên tránh ăn vì càng dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Nhà có người già và trẻ nhỏ, hãy làm hai món là thuốc trị ho, giúp dưỡng phổi, bảo vệ họng cực tốt trong mùa đông. Mùa đông đến mang theo những đợt gió lạnh tê tái. Gần đây, hẳn là tại cơ quan hay chính trong ngôi nhà của bạn luôn có những tiếng ho vọng lại từng đợt, kèm theo đó là các triệu chứng khó chịu ở họng. Cảm lạnh, ho, viêm phổi dường như đã trở thành điều song hành với mùa đông. Làm thế nào để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, trị được ho, dưỡng phổi tốt trong mùa đông này? Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn về hai loại nguyên liệu có công dụng dưỡng phổi và giảm ho và thông họng rất tốt. Trong mùa lạnh này, bạn hoàn toàn có thể tận dụng hai nguyên liệu này để làm phương thuốc dưỡng phổi và cổ họng để trải qua mùa đông yên bình. 1. Giỏ quýt, còn gọi là trần bì. Cam quýt là loại trái cây chúng ta thường ăn vào mùa đông. Nếu bạn thường vứt vỏ cam quýt đi thì hãy dừng lại. Đây là loại nguyên liệu rất tốt để giảm trị ho và dưỡng phổi cũng như dưỡng cổ họng rất tốt. Trần bì vốn là một vị thuốc truyền thống trong đông y. Nó được làm từ vỏ quýt cam khô, giàu tinh dầu, flavonoid, vitamin C và các thành phần khác. Tinh dầu vỏ quýt có tác dụng chống vi khuẩn, kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch, giúp làm dịu đường hô hấp và giảm triệu chứng ho. Flavonoid có tác dụng chống oxy hóa và giúp cải thiện khả năng miễn dịch. Vitamin C dồi dào có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh. Công thức gợi ý: trà gạo, gừng và vỏ quýt. Trong đông y, vỏ quýt có tác dụng điều khí, tiêu đờm, ẩm ướt. Kết hợp với gừng thái sợi và gạo lứt có tác dụng thanh nhiệt, xua tan cảm lạnh, làm ấm cơ thể, giải tỏa căng thẳng, ho. Uống một ít để trị cảm lạnh có thể cải thiện các triệu chứng và tăng tốc độ hồi phục. Nhiều chị em bị lạnh tay chân ngay khi mùa đông đến. Cơ thể lạnh sợ lạnh, bạn cũng có thể pha một cốc trà vỏ quýt, gừng và gạo để sưởi ấm cung đình, làm ấm dạ dày và xua tan những cơn khó chịu. Chuẩn bị nguyên liệu làm trà gạo, gừng và vỏ quýt: 8g vỏ quýt, 200g gạo lứt, 50g gừng, lượng đường nâu thích hợp. Bạn rửa sạch gừng sau đó thái sợi. Quýt bóc vỏ, rửa sạch sau đó thái sợi tương tự gừng. Gạo đem vo sạch, sau đó cho vào chảo cùng với vỏ quýt và gừng thái sợi rồi đảo trên mức lửa nhỏ nhất. Bạn cần phải đảo liên tục, đều tay để đảm bảo các nguyên liệu khô và chín vàng đều. Khi bạn càng đảo thì màu sắc của gạo lứt ngày càng vàng hơn. Đảo cho đến khi gừng khô nước, vỏ quýt khô có thể dễ dàng bẻ đôi được thì tắt bếp để nguội. Sau đó bạn cho vào hũ thủy tinh đậy kín và có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần trong cả mùa đông. Cuối cùng, bạn lấy 1 đến 2 thìa gạo, gừng, vỏ quýt cho vào cốc, rót nước sôi vào ủ khoảng 10 phút. Sau đó bạn thêm một chút đường nâu hoặc mật ong nếu thích, cho vừa khẩu vị. Vị ngọt ngọt pha chút cay, ấm bụng của món trà này sẽ giúp bạn làm ấm cơ thể, thông họng và loại trừ những cơn ho. Tách trà gạo gừng vỏ quýt này không chỉ có mùi thơm của vỏ quýt, vị cay của gừng mà còn có vị ngọt thơm của gạo và đường nâu hoặc mật ong. Nhấp một ngụm, bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp ngay trong cơ thể.
Nó không chỉ có tác dụng làm dịu cơn khó chịu ở cổ họng mà còn giúp tăng nhiệt độ cơ thể, khiến bạn cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông lạnh giá. 2. Củ cải trắng. Củ cải trắng được biết đến là vị thuốc tốt giúp dưỡng phổi và giảm ho. Trong củ cải trắng chứa chất glucosinolate, có tác dụng kích thích tiết dịch trong đường hô hấp và thúc đẩy quá trình thải đờm. Củ cải cũng rất giàu vitamin C, vitamin B, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Trong số đó, vitamin C là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch và chống lại virus cảm lạnh. Vitamin B có thể làm giảm mệt mỏi và tăng cường thể lực. Chất xơ phong phú giúp thúc đẩy nhu động ruột và cải thiện tiêu hóa. Công thức gợi ý: củ cải, quất hấp đường phèn. Nguyên liệu: chuẩn bị một củ cải trắng, 500g quả quất ngọt, 100g đường phèn. Bước 1. Củ cải trắng rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi cắt thành từng miếng vuông nhỏ. Quất ngọt rửa sạch, cắt làm đôi hoặc bạn có thể để nguyên quả nhưng dùng dao khía hai đường trên đầu quả quất. Bước 2. Cho củ cải trắng cắt khối, quất và đường phèn vào một âu hoặc đĩa sâu lòng. Sau đó cho lượng nước vừa phải vào xửng rồi đặt âu củ cải lên. Đun sôi và hấp củ cải, quất, đường phèn cho đến khi củ cải trắng mềm, đường phèn tan hết. Tắt bếp và lấy củ cải, quất đường phèn ra là bạn và gia đình có thể thưởng thức. Ngoài cách hấp, bạn cũng có thể cho củ cải, quất vào nồi, thêm một lượng nước thích hợp rồi đun sôi ở lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ đun cho đến khi củ cải trắng mềm thì thêm đường phèn, đun sôi cho đến khi đường phèn tan. Món củ cải, quất hấp đường phèn này hoàn thành không chỉ có vị thanh mát của củ cải trắng và vị chua ngọt của quất mà còn thêm đậm đà bởi lượng đường phèn thích hợp. Món ăn này không chỉ có tác dụng bổ phổi mà còn giúp giảm các triệu chứng như đau họng, ho. Đây có thể được coi như là món chè ngon miệng, ấm bụng vào mùa đông. Trong mùa lạnh này, đừng đợi đến khi cảm lạnh, ho, cơ thể ốm yếu mới vội đi tìm thuốc trị bệnh. Thực tế, loại thuốc tốt nhất vốn luôn có sẵn trong bếp của bạn. Hãy tận dụng các loại nguyên liệu sẵn có như vỏ quýt, gừng, gạo, củ cải trắng và quất để làm món ăn, thức uống truyền hơi ấm cho cơ thể. Đừng để ho và cảm lạnh khiến bạn chật vật trong mùa đông. Hãy để những món ngon này trở thành thần dược giúp bạn trị ho, giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, ấm áp. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ cung cấp thêm nhiều điều bổ ích cho quý vị. Chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.